Xin kính chào các bác nhé. Hôm nay tôi đi qua đây thấy cái rừng thông nó đẹp quá các bác. Các bác nhìn qua cái rừng thông. Rừng thông ở đây nó không thẳng đâu. Không thẳng, không cao lắm đâu. Vót như những cái rừng thông lấy nhựa khác đâu. Đây rừng thông ở đây cây nó chỉ cao khoảng 7-8 mét thôi. Đây cây cao khoảng chục mét. Mà trên là tán tròn xe như gô ấy. Đây là rừng thông ba lá các bác nhé. Đây những cái cây con ở đây này. Còn ở dưới này các bác, đây các bác nhìn này, lên cái tán nó xòe ra tròn xòe ra. Bên này cũng thế đấy. Đây này. Rừng này thì ở đây là rừng tự nhiên người ta trồng đấy. Mà rừng này mà để khai thác làm du lịch, hoặc là những cái cây này mà để trồng làm du lịch thì tuyệt vời. Đây các bác nhìn này. Đấy. Đây khu vực này thì nhìn xa nó hơi tối. Đây nhìn ra bên này các bác này. Đây, đây tán cây lá tròn xoe đây. Đây trên này thì một số người ta tỉa cành lên cái ngọn này gần như nó không phát triển nữa đây. Đấy. Đây dưới nhìn ngọn nó xuống không các bác này. Đấy. Nhìn nó cứ thành tầng tầng này. Đi xuống chút nữa quay cho nó rõ hơn. Bên này đồi nó hơi dốc một chút. Đây các bác nhìn này, đấy ngọn này, nó chỉ lên đến tầm này rồi. Là nó đều nó tạo tán ra hết rồi. Đây bên này, này những cây nó cong cong. Đây, nhìn cái tán nó xuống các bác này. Đấy, nhìn cái tán nó tròn xoe. Rừng thông đây rất là đẹp nhé. Vừa không cao lắm, vừa tán ngọn rất là đều, tròn. Đây, cây đấy. Đây rừng cây này, đây lên ngọn này. Dưới này nhìn lên thì nó không được đẹp lắm, nhưng được cái là nhìn ngang ngang ấy. Hoặc là nhìn từ phía ngoài vào nhìn đẹp lắm các bạn. Rừng thông cây cao lắm thì chỉ được chắc là đây là 7-8 mét thôi, nhưng không được chục mét đâu. Đây dưới này là những cây nhỏ hơn. Đây cây nhỏ nhỏ mà nó đã có những cái đường cong uốn lượn lắc. Đây nhìn tự nhiên các bác nhé, trong rừng tự nhiên. Đây cây bên này còn như con rắn ấy. Đấy. Nhìn đẹp lắm các bác. Đây. Đây nhìn ở dưới cái đồi này nhìn nó bằng bằng sang này. Đấy, nhìn ngọn tán tròn xe đây. Nhìn rất là thích nhá. Kìa, nhìn này, đấy. Này những đồi thông này khẳng định là rất là đẹp luôn. Đây dưới này cây này. Đây, lên tán này, rộng. Tròn xoe 7-8 mét gì đấy. Tán đều rất là đẹp. Mà những cây này gốc to lắm các bạn. Cây kia nó, những cây bên này này nó phải 150-170 vanh đấy. Nhìn gốc to kinh khủng luôn. Đây nhìn đồi ngọn đẹp đấy. Tán rất tròn đẹp. Đây là rừng thông này, rừng thông ba lá các bạn. Cây nó không quá cao chót vót đâu, mà nó chỉ đều đều này đây. Đây. Cây nó có những thế lượn tự nhiên. Đây lên cành tán này. Đấy. Rất là đẹp nhá. Bên kia nữa kìa. Nhìn như những cái cây bonsai ở trên trên sườn núi. Nhìn nó đẹp lắm. Đây. Cành tán đây là người ta cũng lên người ta chặt nhiều cành rồi. Còn để nó đẹp lắm. Đây. Chỗ này đấy, lên ngắn tí được không ạ? Đây cây này chắc chỉ 5-6 mét đây. Đây lên tí là tán tròn đẹp này. Bên này này đấy. Rừng trong tự nhiên các bạn. Ngọc đây có cây này. Cây này thấp thấp đẹp thôi chưa này các bạn này. Đấy tròn. Cây này chỉ cao khoảng 3-4 mét đây. Đây nhìn tán tròn xoe thôi. Đấy đi. Dưới này là một số các cái cây nó nhỏ nhỏ hơn. Đây bên này này các bác nhìn này, tán đều đẹp. Đây là rừng thông ba lá các bác nhé. Đây. Mình kiểm tra mình có thể tách cái ấy ra này, tách cái cụm lá này. Đây này, cây trên này. Đây. Đây là các bác ấy ra và những cái cụm lá này này. Đây này. Đây cụm lá này này, nó sẽ có 3 đến 4 lá này. Đây này, cụm này là 3 lá này.
Đây, nhánh nó dưới đây này. Đấy. Còn có những cái cụm to to thì có thể là 4 lá, 5 lá. Đây này, cụm này cũng là 3 lá này. Đây. Đấy. Đây lên chỗ này nhiều cây nhỏ nhỏ. Đấy. Cây trên này đã có nón rồi đấy, các bạn. Nón thông. Đây lá này. Đây này, cái này thì có 4 lá này, đây này các bạn này, đấy. Cụm đấy. Đấy. Rừng thông 3 lá, chỉ có 3 lá, thông 3 lá thì nó mới có những cái loại thấp thấp này đây, đây. 3.000 này, đây. Đấy. Đây này, cụm nó ra cụm từ tự nhiên này này. Đấy. Cụm 3-4 lá này. Đấy. Những cái cụm này ra vào đây. Các cụm này đây, đấy. 3 lá, 4 lá, đấy. Đấy các cụm này các bạn. Rừng thông 3 lá thì nó sẽ thấp hơn chứ nó không cao như những cái rừng thông kia. Đây cây này dưới này, kể cả cây nhỏ nhỏ này, nó uốn lượn gần như bonsai rồi. Đây bên này này, những cây cổ thụ bên này này. Rừng bên này tôi đi ở dưới này quay thì cảm tưởng nó cao. Nhưng thực tế nó cũng không cao lắm đâu. Kia nhìn xa xa ra kia những cái chòm rất đẹp này. Đấy. Cây lên tạo tán tròn này. Đây. Đấy. Đây bên này chòm này. Chòm tán đẹp không các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.